Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Đóng một bộ phim nào đó mình làm cho mình thiệt là bước ra cái ai cũng trầm trồ. Phim này thắng thì coi như là tao liều, còn phim này thua thì coi như tao chơi ngu. Thế là cả hai bạn đều muốn tập cái cảnh hôn đó, nhưng mà Khoa thì Khoa lại nói là thúi, rồi đứng trước gương rồi tự mình chửi mình. Tâm thấy Khoa đầu tư như vậy á, thì cái tiêu chí Khoa chọn diễn viên sẽ như thế nào? Tiêu chí Khoa chọn diễn viên là đầu tiên nha, tất cả phải quy định về một điểm là hợp vai. Cái thứ hai là phải nhiệt tình với công việc. Có nghĩa là có nhiều người họ nghĩ là ok tôi giỏi rồi thì tôi không cần tập, tôi cứ ra rồi tôi diễn thôi. Nhưng mà những cái bạn đó thì có thể là mình không biết thì mình sẽ làm việc một lần đầu, hai lần, rồi sau đó mình không làm việc nữa. Còn có một số bạn là trong lúc làm việc thì rất nhiệt tình, nhưng sau công việc đó thì họ hầu như họ không support. Còn thái độ thì là cái tiên quyết, với lại cái hợp vai là cái tiên quyết để quyết định là diễn viên nó có hợp vai đó hay không. Tâm đi xem và Tâm thấy là lần này Khoa đóng cùng với là anh Tú. Nói về anh Tú một chút đi. Khoa nói thiệt nha, diễn viên mà gọi là nãy giờ Khoa nói cho hơi drama thôi, chứ nguyên ekip diễn viên phim Khoa là như gia đình. Ai cũng dễ thương luôn, làm như trời Phật thương hay sao á, cho nguyên một cái ekip mà như trong nhà ruột rà. Có nghĩa là đi quay như đi chơi, không phải là mọi người bước vô nhà đi ra đoàn á mà nôn á, trời tới giờ quay chưa đặng ra đoàn rồi dạng vậy đó. Thì thật ra cũng sẽ có những phút giây áp lực, nhưng mà mọi người nhìn được một cái chuyện là áp lực là do công việc, còn sau đó thì trong lòng mình vẫn thương nhau. Có thể một hai câu khi mà mình nóng lên hay là gì kia mà mọi thứ nó không chạy theo tiến độ của mình thì tại sao nó như vậy đó trời. Nhưng mà có nghĩa là nhìn thái độ nhau, có nghĩa là quạo đó, trời ơi quạo dữ gì sao đó, có nghĩa là ở ngoài đoàn á quạo quá rồi ai mà dám làm việc chung nữa. Thì tự nhiên mình, những cái lúc đó những cái quạo mình nó biến mất tiêu chứ, tại vì thật ra họ là gia đình của mình. Thì bản thân mình thấy là may mắn là mình làm việc với ekip này. Nhiều khi muốn nóng giận cũng không được. Sao mà giận được những làm sao mà giận được những con người mà tối ngày nhây như vậy. Thường á, người ta nói là nhìn bạn của bạn sẽ biết bạn như thế nào, hoặc là nhìn bạn sẽ biết bạn của bạn như thế nào. Có thể là bởi vì cái tính của Khoa cũng khá là hòa đồng với mọi người nè, đôi khi cũng nhây cũng làm cho người khác đỡ bực tức. Cho nên là hơi nhây, nhưng mà ý là nó cũng ở mức độ thôi. Còn vô công việc thì Khoa ít nhây lắm, Khoa ít khi nào nhây lắm. Còn bình thường đi chơi, đi giỡn đồ thì nhây. Rồi, nói tiếp về anh Tú. Anh Tú là một bạn diễn viên trẻ và anh Tú rất là dễ thương. Đi làm không bao giờ mà nề hà, ngày quay ví dụ hôm nay trễ lịch thì anh Khoa giữ cái lịch đó, mình sẽ bù quay về một ngày khác rồi này kia, em sẵn sàng chừa lịch cho phim mình được. Nói chung là người rất là support mình và cảm thấy là làm việc với bạn này mình nhẹ nhàng, bạn cũng lành tính, bạn ít thị phi. Khoa là một người khá là né thị phi, nhưng mà số cũng đôi khi cũng sẽ bị một cái điều tiếng mà mình không kiểm soát được. Ví dụ như những cái tiếng oan giống như là nó giàu lắm, nó đâu cần đi làm. Bởi vì Khoa ít khi nào quan tâm lắm, Khoa ít khi nào quan tâm tới những cái bình luận mà dạng như là nó mang tính tiêu cực như khi người ta chưa tiếp xúc với mình. Còn ai mà tiếp xúc với mình rồi thì mà người ta vẫn giận mình thì hoặc là buồn mình hay là khó chịu gì mình đó, thì Khoa sẽ hỏi, Khoa sẽ hỏi cái nào của Khoa làm cho bạn khó chịu, trừ khi nó thuộc về phần cá tính. Nó thuộc về phần cá tính của Khoa mà bạn khó chịu mà Khoa không hại tới bạn thì cái đó là coi như bạn xấu tính. Đến giờ phút này á, Tâm cảm nhận Khoa một người rất cởi mở nha. Đây là lần đầu tiên Ly Thanh Tâm và Khoa gặp nhau, nhưng mà cảm thấy cái cách chia sẻ của Khoa rất là cởi mở và sẵn sàng nói tất cả những gì mà mình suy nghĩ luôn á, không có giấu giếm gì hết. Khoa trước giờ ít khi nào giấu ai lắm, tại vì Khoa mang một cái quan niệm là có nghĩa là trừ những chuyện mà nó liên quan tới người khác, còn liên quan tới bản thân mình á, mình cứ cho người ta biết hết. Thì tại vì thật ra mình có giấu nhẹ một ngày nào đó mà người ta biết thì người ta sẽ bị sụp đổ thôi. Cái tiên quyết để làm nên một người nghệ sĩ là cá tính, đối với Khoa là vậy. Vậy thì câu hỏi tiếp theo Khoa phải trả lời thật nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một nhân vật, chú Hoài Linh. Thì không biết là trong bộ phim Mến Gái Miền Tây á, chú Hoài Linh có nhiều góp ý cho Khoa. Thật ra thì cậu cũng giúp đỡ Khoa rất là nhiều trong những phân đoạn có cậu. Có nghĩa là khi cậu tham gia thì cậu sẽ chỉ Hoa à cái chỗ này con thoại nó sẽ như thế này nè. Cái cách góp ý không có làm cho mình bị là bỏ hết những cái mà mình nghiên cứu. Ví dụ như Khoa ở nhà Khoa cũng sẽ nghiên cứu nét diễn của mình à, tới đó mình làm sao mình phải bỏ chi tiết vô từng câu thoại. Thì khi ra đó xong rồi khi mà mình, tại vì mình mới có chín năm kinh nghiệm để diễn xuất với một người mấy chục năm kinh nghiệm, thì khi mà ra được nghe những cái góp ý, được học hỏi những cái đó thì mình cảm thấy là mình rất là may mắn. Đó là một những lý do mà tại vì Khoa rất là thích cậu. Và cậu vậy nào khi mà bạn Tâm đi diễn với một người nào đó mà rất là khá là nghệ sĩ nổi tiếng, như anh Trấn Thành, anh Dương Lâm hay tất cả mọi người gì đó, mà mình sẽ bị khớp, đúng không? Có nghĩa là mình diễn chung với một người mà quá hào quang, người ta quá dữ, mình sẽ bị khớp. Nhưng riêng đối với nghệ sĩ Hoài Linh, trước khi diễn với đàn em đàn cháu luôn là bữa nay tụi con cứ bung hết mình nha, không có sợ gì hết trơn á. Cái vai mình sao mình phải diễn đúng vậy, có nghĩa là luôn tạo cho mình cái cảm giác mình chỉ cần làm đẹp nhân vật là được, không cần làm đẹp lòng bất kỳ diễn viên nào xung quanh, chỉ cần làm đẹp cái nhân vật mình lên là được. Đó là lý do mà Tâm có nghe Hoa nói á, là nếu mà bộ phim này của mình có lãi thì sẽ gửi một ít chú Hoài Linh, đúng không? Đúng là vậy, tại vì tới giờ chú Hoài Linh chưa lấy cát xê luôn. Khoa tự xin, con chưa trả tiền nha cậu ơi, tại lo phim ra mắt xong rồi thu tiền về con mới trả tiền. Tùy cậu hy vọng cái phim con lời đi, còn lỗ thì Tâm nghĩ đây là một cái sự ủng hộ ngầm. Đúng rồi, cậu ít khi nào mà nói chuyện tiền bạc với Khoa lắm. Rồi, quay trở lại với nội dung của bộ phim. Tâm thấy nội dung của bộ phim lần này Khoa làm á, liên quan đến một cái vấn đề khá là hot hiện nay: tiểu tam. Tại sao? Bây giờ nói như vậy, giờ tôi không biết phim tôi may mắn hay là xui nữa. Có thể là tôi quay mấy năm trước rồi xong rồi bây giờ nó mới ra, thì vô tình đụng tới vấn đề tiểu tam, thì xong rồi cái mọi người nói là tôi bú phim mà bú gì kịp, ai mà quay một bộ phim điện ảnh mà bắt phong trào mà quay kịp, nói là Khoa quay trước xong rồi nó mới ra bây giờ. Thì có nghĩa là thật ra trong tình yêu từ xưa giờ thì cũng ngoài gia đình thì tiểu tam rồi một số vấn đề đó thôi, thì trùng hợp thôi. Rồi có nhiều người nói là phim Khoa ra mắt ngay một cái ngày mà cái ngày đó là nữ streamer nào đó bị bắt, thì là may mắn. Đâu có may mắn đâu, tự nhiên thiệt luôn. Có nghĩa là vậy nè, không có may mắn luôn. Ngày hôm sau là thay vì một bộ phim điện ảnh ra rạp thì ngày hôm sau Spotlight sẽ thuộc về bộ phim đó. Có nghĩa là phim này mới ra nè, tụi bay xúm nhau đi coi đi. Không, phim tôi ra rạp ngày hôm sau Spotlight là streamer, một bị nữ doanh nhân, nữ streamer gì đó, hiểu không? Cái tôi nói chết tôi rồi. Vậy cớ có nghĩa là nghỉ hên mà không hên như mình nghĩ. Không phải, không bao giờ nghỉ hên luôn. Khoa vừa hay cái tin đó là có một cái báo lại phỏng vấn Khoa là anh ơi, anh có cảm xúc sau khi người này bị bắt? Anh không biết, đừng anh không biết, anh đừng hỏi mà tại không biết, tại sao báo lại hỏi tôi vậy? Không biết luôn, không hiểu luôn. Thì nghĩ là chắc là dựa vào đó thì cái bộ phim của Khoa nó lên. Không có lên, sao mà hot hơn được. Trời ơi, cái chuyện đó là cái chuyện chấn động mà chưa biết. Tại vì thật ra là vậy nè, ai mà hoạt động nghệ thuật hoặc là làm streamer hoặc là livestream hay là kể cả những các bạn streamer trên mạng luôn, thì một thời gian thì họ sẽ có cái lượng fan nhất định của họ và họ sẽ có một cái điểm thu hút nào đó của họ để cho họ có fan của họ. Đó là câu chuyện ở trên phim và ngoài đời. Vậy thì bây giờ Khoa đã có người yêu chưa? Hiện tại thì người thương thì nhiều lắm nhưng không có yêu. Có nghĩa là nói làm sao ta, tại vì thật ra là đa phần là những người yêu cũ của Khoa thì tụi Khoa dừng lại ở mức yêu, xong rồi của Khoa cũng nhìn mặt được, mình vẫn sống tử tế với nhau cho tới hiện tại, thì mình vẫn support nhau được trong công việc rồi này kia. Thì hy vọng là cái sự độc thân này của mình kéo dài, thì khi mình tìm được một người nào đó thì người đó sẽ thật sự xứng đáng với cái sự độc thân này. Tại vì thấy có rất là nhiều những tấm ảnh của Khoa cùng với lại một cô gái rất là thân mật nè. Khoa gọi cô ấy là cục cưng em yêu. Có biết Tâm đang nói đến ai không? Không có nhớ. Chắc mọi người đang nghĩ tới Khả Như không ta? Khả Như với Khoa là sao ta? Bây giờ tụi Khoa vẫn là người thương của nhau. Thì vẫn là người thương. Vẫn là ngày xưa là người yêu. Không bây biết. Giờ là người thương. Tại vì Khoa mới nói đúng không? Những người yêu cũ. Mình đang nói chuyện bây giờ thôi. Vì mình đang nói chuyện bây giờ thôi, có nghĩa là tụi Khoa rất là thương và giúp đỡ nhau trong công việc. Hiện tại là như vậy và sau này cũng sẽ như vậy. Đó chính là lý do mà trong cái buổi họp báo công bố phim thì Khoa nói rằng muốn dành một cái lời cảm ơn đặc biệt đến chị Khả Như. Khả Như là người cố vấn, kiểu như là trong lúc Khoa làm phim thì cũng tư vấn khúc này mình phải làm về nhà mình, khúc kia mình phải như thế này nhà mình, các kiểu. Thì mình sao mình có cảm giác là thật ra một người mà không ở trong dự án mà lại tận tâm với mình như vậy, mình cũng không có được mời một vai diễn nào trong phim rồi này kia mà lại tận tâm mọi thứ với mình như vậy, thì mình có cảm giác là người ta thương mình, người ta quý mình, người ta mới làm vậy. Chứ không như tên cá tính của Khoa với Khả Như rất là giống nhau, mà chính vì hai đứa giống nhau quá nên chỉ có thể thương nhau thôi, không có bất kỳ một mối quan hệ nào khác hơn. Ủa, Tâm nghĩ là hai người có cùng một cái kiểu tính cách thì không, sẽ hiểu nhau chắc, hơn chưa chứ. Chắc cùng một kiểu tính cách vì quá hiểu nhau, vì chưa kịp nói là biết người ta nghĩ cái gì rồi thì không còn thú vị về nhau nữa. Vậy có thể tụ chung lại là cái mối quan hệ giữa Đăng Khoa và chị Khả Như là bạn tri kỷ, người thương của nhau. Vậy thì dùng một câu để mô tả về chị Khả Như, Khoa sẽ nói gì? Tinh tế, hai chữ thôi. Khả Như là một người rất là tinh tế trong rất là nhiều thứ mà một người không tinh tế sẽ không làm được. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút về cái người đã có một cái tầm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và công việc của bạn đi. Ai là người ảnh hưởng bạn nhiều nhất trong cuộc sống? Nếu mà một người thì là mẹ. Còn nếu được vài người thì sẽ là mẹ và tập thể người yêu cũ. Tập thể người yêu cũ. Ồ, tại sao lại có người yêu cũ? Mẹ thì dễ hiểu quá mà phải không quý vị? Dạ. Cái mà Khoa nói là tập thể người yêu cũ là có nghĩa là thật ra là đa phần là những bài học Khoa mua hết á. Mua có thể mua bằng tâm sức, mua bằng tinh thần, mua bằng vật chất, mua bằng nhiều thứ. Thì trải qua bao nhiêu chuyện rồi thì mình cảm thấy là mình rút ra được kinh nghiệm nhiều hơn. Và thậm chí đôi khi cái cảm xúc buồn trong tình yêu của mình á, cái mình ghi nhớ nó lại, cái tôi diễn viên á, mình ghi nhớ nó lại xong lên phim mình diễn nó thật hơn. Đó chính là cái nguồn cảm hứng mà hội người yêu cũ mang đến cho Khoa. Tập thể người yêu cũ. Ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà hẩm tạnh. Cảm ơn tập thể người yêu cũ. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ly Thanh Tâm và nam diễn viên Võ Đăng Khoa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.